Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tu đạo phải đoạn dục khử ái. Tại sao chúng ta có phiền não? Bởi có lòng tự tư, tức là lòng ích kỷ. Tại sao có tự tư? Bởi có dục tâm mới tìm hết cách để giữ lấy nó, sợ nó đi mất. Nếu nó bị thương tổn thì sẽ phát ra nóng giận. Tại sao nóng giận? Chính là do vô minh và tình ái tác quái. Giả thử không có vô minh, không có tình ái thì tâm nóng giận sẽ chạy xa cả 108.000 dặm, muốn kiếm nó cũng kiếm không được nữa. Nếu có tình ái tất có tự tư, có tâm tự tư rồi thì chẳng còn từ một thủ đoạn nào để tiến tới mục đích. Thậm chí có thể hy sinh cả mạng sống mà không tiếc thân. Truy ra tận gốc là vì dục niệm. Nếu quả không có dục niệm, tất không có tâm tự tư. Không có tự tư thì không có phiền não. Có phiền não tất có sinh tử. Nếu không có phiền não thì không có sinh tử. Ý nghĩa này ai ai cũng biết. Có điều không thực hành mà thôi. Phải biết rằng không có dục thì không có vô minh. Phá được vô minh thì pháp tánh hiển hiện. Chúng ta học Phật, đầu tiên là trừ vô minh, đoạn phiền não, dụng công tới chỗ viên mãn thì chứng được giải thoát. Tại sao chúng ta không có trí huệ? Bởi vì vô minh sinh ra dục, dục sinh ra tự tư sinh ra phiền não. Tham cầu mà không được thì có phiền não. Người đối với ta không tốt cũng là nguyên nhân của phiền não. Tại sao có phiền não? Bởi có cái ngã. Nếu quả là vô ngã thì không có phiền não. Nếu có thể tới được chỗ không có vô minh, không có tự tư thì phiền não sẽ biến mất. Quý vị tin hay không tin, cái lý nó là như vậy. Thiên kinh vạn điển nói tới nói lui cũng chỉ có thế. Cho cái ngã không còn, phá cái vô minh, tiêu diệt cái dục thì sẽ không có tự tư, không có phiền não, kiếm phiền não cũng không kiếm ra được. Tại sao? Bởi gốc gác của vấn đề đã được giải quyết. Quý vị phải chú ý, năm thứ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy, đều do vô minh và tình ái mang đến. Nếu như không có tình dục, ta sẽ thấy không có gì là trọng yếu. Bởi có tình dục nên mới cảm thấy cái này không tốt, cái kia cũng không tốt, cái gì cũng không đúng, đó chính là con quỷ tình dục nó tác quái. Nếu chúng ta hàng phục được quỷ tình dục này, thì chúng ta vào nhà của Như Lai một cách mau chóng, lên tòa Như Lai, mặc áo Như Lai, và thuyết pháp Như Lai. Ha ha ha, 问什么的说。